Vâng, lại với một video để giới thiệu toàn thể các bác, bên em lại cập bến được những sản phẩm đến từ Nhật và cũng được sản xuất tại Nhật. Đây là những mã sản phẩm của dòng loa Pioneer. Đấy, dòng vừa nghe nhạc vừa hát ok. Dòng này thì cái chất âm của nó tuyệt vời. Nội thất của dòng này thì nó đẹp, sắt xi 7 màu sáng choang luôn nhé các bác nhé. Nghe nói về những sản phẩm của người Nhật thì họ thiết kế từ các chi tiết nhỏ, nó đều chi tiết nhé các bác nhé. Tép này, tép quay hẳn riêng vào một hướng và một tép về hướng thẳng này. Và đây là bát này. Những dòng này bát gân vẫn còn zin đét nhé các bác nhé. Gân vẫn còn zin và vẫn được sử dụng tốt, nên bên em vẫn để nguyên để các bác sử dụng và trải nghiệm những chiếc gân zin. Đấy, đẹp nhé. Bên em về cũng đã tháo ra kiểm tra chi tiết từng chiếc loa một. Đấy, với những sản phẩm này nó chất lượng, chất lượng. Đây là một chiếc bên em đậy lưới e căng để các bác được biết về cái e căng lưới của dòng loa Pioneer, và có model của nó là V26. Em quay chi tiết để các bác biết về cái thông số nhé. Đấy, Pioneer CS V26 nhé. Công suất của nó, mắc của nó lên đến 280W, và trở kháng của nó là 6 ohm, và công suất hoạt động ngon nghẻ bình thường của nó là 60W nhé. Đẹp nhé, made in Japan, cực kỳ chất lượng, cực kỳ chất nha các bác nhé. Đẹp chất, dòng này vừa nghe hay vừa bày đẹp này. Dòng này các bác có thể chơi trực tiếp với những chiếc âm ly nội địa, hay những chiếc âm ly 203, 35 mã hay 203N, thì nó đưa ra những chất âm rất là hay, cực kỳ chất lượng nhé. Và bên em cũng về theo một cặp loa Pioneer FX4 này. Cặp này quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, dòng này thì bát nó vào 18 nhé. Như dòng Pioneer V6 này nó bát 20 này. Đẹp chất. Và báo giá các bác những cặp loa Pioneer V6 đẹp xuất sắc này thì bên em đang có giá vào 6.200.000. Giá rất tình yêu cho các bác. Dòng này nghe tiếng bát của nó, giải âm bát của nó mềm mại, tiếng tép lách cách len keng, nghe rất phê nhé. Cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ chất lượng. Nghe hay bày đẹp, đó là sản phẩm của dòng loa Pioneer. Rất sang trọng nha các bác nhé. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke thì các bác cứ alo cho em qua 2 số hotline 0963 1138 hoặc 0962 355 309. Và phía bên ngoài này thì anh em đang đóng những kiện hàng để gửi đi cho các bác. Đây là những cặp loa B3, những chiếc cục đẩy, đây những chiếc cục đẩy sọt sắt, những chiếc đẩy bãi. Đấy, rất rất nhiều nhé. Và những kiện hàng cũng đã đóng gói để gửi hàng cho các bác đi rất nhiều. Và những cặp loa Phil BMB này, BMB Bass 30 2012C này, cũng đã được chuẩn bị chuyển đi cho các bác đã đặt hàng bên em. Cảm ơn toàn thể các bác đã tin tưởng ủng hộ bên trung tâm. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.